Điều đó, nếu thằng Chảo muốn ém tôi cũng chịu. Nhưng mà còn anh Đỉnh thì không thể chết một cách oan uổng được. Tôi không có nói vậy. Nếu sưu tầm đầy đủ chứng cứ có thể buộc tội nó vậy. Chứng cứ? Nói chuyện chứng cứ với nó sao mà anh ngu vậy? Đầu óc thì lại đơn giản mà. Đi đâu vậy hả? Đừng có theo tôi, tôi không làm bạn với anh nữa. Anh nghe tôi nói hết được không hả Cương? À, vô đi, vô đi. Chúng ta đẹp hơn đó. Sao rồi đó, như thế nào? Vô đi hả? Lắm mà chị ơi. Dạ khỏe. Nhưng mà cũng lạnh lắm á. Lên lầu đi, nè, em có mua quà tặng cho chị nữa đó. Vậy sao? Lên lầu thay áo đi. Dạ, được, được. Dạ, cảm ơn cô. Đi rồi. Tự nhiên đi nha. Đi rồi. Bye bye hả? Chúng ta gặp nha. Được. Chào ngoại. Chào cậu. Cháu Đạt à, qua đây để ngoại giới thiệu. Dạ khỏi, chúng tôi đã biết rồi. Anh à, em lên lầu chút xíu nha. Ê, đừng có đi, quen thân với nhau rồi mà. Ngoại à, tại sao hồi nãy trong điện thoại ngoại không nói rõ chứ? Chắc ngoại cũng biết mà, có thứ người tôi thấy là muốn ói liền. Ê Đạt à, thầy Siêu, vậy giới thiệu bằng thấy mặt tôi đâu có gì khó chứ, chỉ cần lịch sự là được rồi. Mấy thằng cảnh sát thích gì mà cần gì phải làm phiền tới ngoại tôi chứ. Anh Đạt xin đừng có hiểu lầm, tại vì tôi thấy lâu lắm không có đến thăm chú Quyền, hôm nay đến thăm thôi. Đạt à, cháu ngồi xuống nói chuyện đi. Vậy tức là đâu phải tới kiếm tôi? Tôi đến đây cũng kiếm anh. Tôi biết với anh và Châu Cường có một chút hiểu lầm. Không phải hiểu lầm mà là thật sự. Ê Đạt à, dù là hiểu lầm với nhau hay là sự thật cũng vậy, ý của thầy Siêu đây á, muốn cháu ra gặp mặt với Châu Cường, hai bên ngồi xuống nói chuyện với nhau. Ở đây có ân oán gì giải quyết cho rồi hãy đi. Được, trừ khi Châu Cường chịu quỳ xuống trước mặt anh em của chúng tôi thì tôi bằng anh nuôi đi. Sao không bắt anh Cường quỳ bằng miếng chai? Chắc anh không chịu đâu. Đến chừng đó ra ngoài nói Châu Cường là thằng chết nhát, tôi thấy làm vậy hoài phong hơn nữa nha. Hả, tới xin với tôi và bằng kiểu này anh là người đầu tiên đó nha. Sai, tôi không phải đến xin anh, đến đây thương lượng với anh thôi. Tôi chỉ muốn cho anh biết nếu mà làm lớn chuyện không ai lợi đâu. Nếu mà anh không sợ thua thì cần gì anh phải kiếm tôi? Vậy anh càng sai, tôi không phải sợ đâu, tôi cũng không muốn chơi nữa. Tôi bỏ thời gian của tôi để tìm cách bắt hung thủ để giết chết thầy Đình. Thầy Siêu à, vụ này và vụ kia hoàn toàn không có liên can gì hết mà. Dạ phải chú Quỳ. Anh Đạt à, tôi biết tôi lên thăm như vậy là không có đúng luật, vì bản thân của tôi bắt buộc tôi phải làm. Hôm nay tôi đến đây là chứng tỏ lòng thành của tôi. Tôi mong rằng anh phải thật lòng mới được. Thật lòng? Cái gì thật lòng chứ? Này Đạt, thầy Siêu, thầy ngồi một lát đi. Đạt, đi ra ngoài. Đi đi mà. Về đi. Anh nói thêm nữa cũng mất công thôi. Anh Đạt sẽ chơi cho anh chết đó. Cảm ơn. Anh nói là tính trước rồi mà. Nói thật ra không phải chỉ giao Đạt chơi anh đâu. Không phải tôi cố ý chơi anh đâu, tại vì tôi không ngờ hai bên đụng độ với nhau chứ. Cần gì phải nói vậy chứ, ai cũng là ra chơi thôi mà. Nhưng anh không hiểu tại sao bối cảnh của em lại phức tạp như vậy. Tại sao lại nói như vậy? Lúc đầu chúng ta đi chơi chung với nhau đều là cam lòng tình nguyện mà, đâu có ai bắt buộc ai đâu. Ok, bây giờ thì đã giải quyết xong. Thằng Đạt nó cũng hơi nông tánh một chút. Hai người ngồi nói chuyện đi hả? Ngoài này đúng đó, tôi ở tù cũng lâu rồi, bây giờ nên đi hưởng thụ mới đúng. Gì nha, tôi không làm anh nuôi nữa. Vì là thật lòng chứ gì? Anh Đạt, nếu anh thật lòng thì tốt quá. Nhưng mà gì, để tôi lựa con ngày nào nha. Không thành vấn đề. Chú Quyền, chờ tin chú. Huynh nè, đưa thầy Siêu ra ngoài. Ờ, không cần, tôi đi được rồi. Bye bye. Đi về. Thầy à, chào thầy nha.
như vậy mày đặt đi mướn phòng nữa. Mày giải thích làm như vậy đó, làm vậy mới sướng mà. Em chờ anh lên xe, anh về liền. Nhảy lên đi. Lên xe đi, đè. Mau đi, mau đi. Đồng chí à, đồng chí coi cho rõ cái chỗ này đi, coi cho rõ nha. Thấy cái chiêu bài danh tiểu ốc chưa? Nè, mục tiêu của các đồng chí là trên lầu 3 của danh tiểu ốc đó. Các đồng chí qua coi đi, trên đó nó có sân thượng. Các đồng chí coi cho rõ hoàn cảnh ở chung quanh, có rất là nhiều xe và nhiều người. Cách 15 phút thì mới có cảnh sát đi tuần. Đồng chí coi cho kỹ đi, cái cánh cửa lớn là ở trong cái hẻm nhỏ, thường thường thì để mở ra. Đồng chí coi cho kỹ đi ha. Copy về các anh. Ở Hồng Kông các anh em cứ gì đi chơi, muốn mua cái gì thì tôi đại to hết. Nhưng cái vụ này vừa nhanh vừa chính xác nha, không được làm hụt tay. Biết rõ, biết rõ rồi. Em có chuyện muốn nói với anh. Nè, anh em coi cho kỹ đó nha. Chuyện gì vậy? Anh Đạt, sao anh không giữ lời hứa? Anh hứa với ông cậu sẽ cùng với Châu Cường ngồi xuống nói chuyện với nhau mà. Đúng. Anh chưa có chọn ngày nào nên không nói nữa. Nhưng mà... Nè, cái này là tâm nguyện của anh. Thế nè, chuyện này anh cần em giúp một tay đó. Em chở tụi nó nha. Không được. Nè, nếu mà anh không làm, anh không thể nào yên được. Nó hại anh chẳng khác là nó hại em. Thế nè, giúp anh đi. Em nghe nói mà. Không làm, em có thể làm như vậy đâu. Em giúp anh một lần thôi. Không có gì. Cho em đi, đưa chị đi, đi nha. Chị bỏ tiền mua đi. Mà anh đưa chị đi, đưa mà xấu à. Thôi. Bà ơi, chắc là ba nuôi tới chơi, con ra mở cửa nha. Đã, để bà mở cửa cho. Ừ. Má ơi, ăn cơm được chưa, con đói bụng rồi. Ai, mở cửa mau đi, nặng lắm đó mà. À, nặng lắm. Sao vậy, mua lên làm gì chứ? Nè, nè, tôi cảnh cáo anh nha. Tối nay nhiều đồ ăn lắm, anh cứ gì ăn nhưng mà đừng nói bậy nha. Vợ của tôi chưa biết gì hết đó. Đúng của tôi nhiều chuyện sao? Chú Siêu mới tới hả? Ô, chào chị. Thơm quá. Chuyện gì hả? Trung thu vui vẻ. Trung thu vui vẻ. Ô, quê à. Ây da, đẹp quá hả. À, nè, cho cháu nè, con ngựa nè, đèn đèn đủ thứ, con bướm mà đủ. À chị à, nè, hả? Tặng cho chị trung thu đó. À dạ, năm nào chú cũng bày đặt mua quà. Không có gì đâu chứ, người trong nhà. Tới chơi là được rồi. Được rồi, mở đi qua đi hả? Dạ, cũng khéo lưỡi quá hả? Có gì đâu. Đẹp thiệt đó chứ hả? Là tại vì anh thường lên đây ăn cá, cho nên lương tâm của anh bị cắn rứt đó mà. Anh nói chuyện gì mà kỳ vậy hả? Dễ ghét thiệt. Dễ ghét quá đi, nè đi ra, đi ra đi. Siêu à, ngồi đi. Anh làm ơn đi, ra gặp nói chuyện với nó. Không phải tôi cứng cổ, nhưng mà cái này là vấn đề nguyên tắc. Lính và cướp không thay đổi trời chung. Tôi không thể nào cùng nó đứng cùng một trận tuyến. Uống cà phê đâu có gì đâu. Chuyện này tại anh xen vào, thì anh tự mình giải quyết đi. Ê, thôi đừng nói chuyện này nữa, ăn đi. Giao đặt còn quyền thưa anh mà. Anh coi chừng nó thưa anh chết luôn đó. Tôi đâu có sợ chứ, là bởi vì nó không phải là con người mà.